tầm 6:30 7 là kém là hạ ra chuẩn bị cho bác ăn rồi. Mà như hôm nay đến thì chúng tôi rất là buồn vì không được các anh ấy gọi để cho bác ăn nữa. Và bữa trưa cũng thế, thì khi bác ăn là lúc nào chúng tôi cũng nấu các món mềm để xay cháo các thứ, nhưng hôm nay khi vào nồi cháo, nhìn thấy nồi cháo thì không còn là nấu cho bác nữa rồi, bác đã đi xa rồi. Khi ăn thì không ngon bác cũng nói là rất ngon, ví dụ món ăn thì có thể là không hợp nhưng bác cũng sẽ không bao giờ chê đấy. Và lúc nào cũng khen các cháu, động viên các cháu. Lúc bác mệt rồi, bác không muốn ăn nhưng bác vẫn nói là bác no rồi, thôi để hôm sau bác ăn tiếp, hôm mai các cháu nấu ít thôi, không phải nấu nhiều nữa, bác ăn như thế thôi. Những lời nói của bác khiến các cháu muốn khóc tại chỗ nhưng mà kìm nén không khóc để còn cho bác có nghị lực hơn. Mỗi lần mang vào thì bác đều cười. Trước bữa ăn bác đều hỏi con ăn chưa, con ăn cùng với bác nhớ. Những câu nói rất là khiến các cháu cảm thấy ấm áp và gần gũi. Nhưng bác không còn là đây nữa, nhưng nụ cười và hình ảnh của bác vẫn là trong trái tim của các cháu, vẫn lúc nào cũng hiện hiện cảm giác như bác đang ngồi ở ngoài kia. Chúng tôi chăm bác nhưng cảm thấy là như là chăm bố mẹ chứ không phải là chăm một vị lãnh tụ nữa. Thì là từ cái tình thương, tình cảm như thế là bác dành cho chúng tôi thế rất là gần gũi và cảm thấy như là đang chăm bố mẹ mình ấy. Xúc động chia sẻ của các thầy thuốc chăm sóc điều trị cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những ngày này các bác sĩ điều dưỡng, nhân viên khoa bảo vệ chăm sóc sức khỏe, cán bộ trung ương Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn không quên hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với mái tóc bạc, nụ cười tươi, bàn tay ấm áp. Tổng Bí thư đã làm việc cho đến giờ phút cuối cùng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Đông, nguyên chủ nhiệm khoa bảo vệ chăm sóc sức khỏe, cán bộ trung ương Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Các bác sĩ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi kể về những kỷ niệm của mình, khóe mắt đỏ hoe. Giọng trầm trầm xúc động, bác sĩ Đông kể Tổng Bí thư luôn ở trong trái tim của chúng tôi. Những người thầy thuốc nhiều năm chăm sóc sức khỏe cho Tổng Bí thư, tôi học được tinh thần lạc quan, vui vẻ, gần gũi với mọi người. Có những lúc rất mệt, cơn đau đến nhưng Tổng Bí thư vẫn nén lại, nở một nụ cười thật tươi và ra câu đố vui. Có lần đi dạo, Tổng Bí thư ra câu đố: nắng mưa là việc của trời, bây giờ ai đọc tiếp câu sau như thế nào? Ông bảo có người đọc xong thì Tổng Bí thư lại bảo chưa đúng đâu, nên ông liền đọc tiếp: tương tư là việc của tôi với nàng. Tổng Bí thư nói ngay không phải việc gì mà việc đây là bệnh, bệnh của cái người yêu, đúng là phải là tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Mọi người cùng cười vang. Trong cuộc sống, Tổng Bí thư luôn là người ân cần, quan tâm đến những người xung quanh. Đi công tác về thì hoặc lâu ngày gặp lại, Tổng Bí thư khi nào cũng hỏi thăm, động viên cán bộ, dường như trong tiếp xúc hàng ngày không có khoảng cách giữa người lãnh đạo cao nhất Đảng, nhà nước với cán bộ dưới quyền. Ấn tượng nhất với Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Đông là sự giản dị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mọi người đều biết Tổng Bí thư là người rất đơn giản, không cầu kỳ trong trang phục. Tổng Bí thư thường nói ưa sự đơn giản, mặc đồ cần thoải mái. Nhưng khi tiếp khách quốc tế hoặc những sự kiện quan trọng của Đảng, của nhà nước, Tổng Bí thư luôn cẩn thận, chỉn chu. Một điều mà cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của khoa luôn cảm nhận được tình cảm ấm áp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là sự quan tâm đối với mỗi người, không phân biệt vị trí, công tác. Dù bận rất nhiều công việc, nhưng tôi nhớ ngày 8 tháng 3 năm 2023, khi Tổng Bí thư tạm biệt khoa về nơi làm việc, ông tận tay tặng cho mỗi nhân viên nữ một bông hoa hồng rất đẹp. Người lãnh đạo cao nhất của Đảng mà có những quan tâm rất riêng đối với cán bộ nữ, chúng tôi rất là xúc động. Phó giáo sư tiến sĩ Phương Đông kể, cán bộ của khoa bảo vệ chăm sóc sức khỏe, cán bộ trung ương luôn ấn tượng với cường độ làm việc của vị lãnh đạo đáng kính. Dù có những lúc rất mệt mỏi,
nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tranh thủ làm việc mọi lúc mọi nơi. Khi ở trong này, Tổng Bí thư luôn có lịch làm việc cụ thể, rõ ràng. Ví dụ như ngày hôm nay là tiếp ai và làm công việc gì, bác đều có lịch hết. Thường buổi sáng hàng ngày thì từ 9 giờ đều có các đồng chí là thư ký, trợ lý, chánh văn phòng đến báo cáo công việc. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ, Tổng Bí thư đọc tài liệu, đọc các báo cáo, đọc sách. Buổi chiều từ 14 giờ 30 cho đến khoảng 16 giờ là bác đọc tài liệu. Cho đến ngày Tổng Bí thư mất, buổi sáng ông vẫn nghe báo cáo công việc. Tổng Bí thư đã làm việc cho đến giờ phút cuối cùng. Bác sĩ Nguyễn Phương Đông bồi hồi, bác sĩ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tâm sự, biết ông từng học ở Nga về nên Tổng Bí thư rất quan tâm. Thỉnh thoảng bác hay hỏi: "Chú Đông còn nhớ tiếng Nga không? Từ này tiếng Nga nói thế nào?" Nhiều khi bác nói một vài câu tiếng Nga cho tôi nhớ. Bác thích hát một số bài hát về tiếng Nga. Đôi khi do không nhớ lời, tôi chỉ hát được vài câu. Tổng Bí thư rất thích. Phở bà Tám, phở cô Xoa đây rồi. Chúng tôi gặp lại chị Nguyễn Thị Xoa trong buổi sáng sau ít ngày Tổng Bí thư vừa mất. Bận bịu với công việc thường ngày được giao, thì chị Xoa bồi hồi kể lại những ngày được nấu ăn cho lãnh đạo. Bác ăn uống rất đơn giản, ăn theo chế độ bệnh lý. Tôi và cô Tám lo sức khỏe của bác và luôn muốn đổi thực đơn cho phù hợp. Hỏi hôm nay bác muốn ăn gì, bác chỉ cười hiền: "Các cô cho tôi ăn gì cũng được." Không bao giờ bác yêu cầu, nhưng có món sở trường của bác luôn muốn ăn, đó chính là mì tôm. Nhưng vì điều kiện sức khỏe, chúng tôi không thể cho bác ăn mì tôm nhiều. Để rồi món thỉnh thoảng chúng tôi nấu phở Hà Nội, bác vui lắm. Có lần chúng tôi cùng cô Tám mang đồ đến, thì Tổng Bí thư cười và nói to: "Hôm nay có phở bà Tám, cô Xoa đây rồi." Chị Xoa tay đang rửa bát kể lại: "Đối với các nhân viên cấp dưỡng, Tổng Bí thư luôn là người ông, người cha, người bác trong gia đình, trong cả câu chuyện với chúng tôi." Chị Xoa cũng như các nhân viên nấu ăn khác đều nói Tổng Bí thư ăn uống rất giản dị, không cầu toàn. Chúng tôi luôn hỏi: "Hôm nay bác ăn có ngon miệng không? Hợp khẩu vị không?" Hôm nào dùng hết khẩu phần, bác nói ngon lắm. Còn hôm nào mệt quá, ăn chưa hết, bác cười: "Bác no rồi." Bác ăn thế thôi, bụng của bác hôm nay chỉ chứa được thế thôi. Tổng Bí thư luôn đặt niềm tin vào ngành y tế. Kể về những ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điều trị tại bệnh viện, Thiếu tướng, giáo sư tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, trong những ngày Tổng Bí thư ở bệnh viện, ông và cán bộ thầy thuốc học được rất nhiều điều về sự giản dị, tinh thần lạc quan, ân cần, chu đáo của bác. Tổng Bí thư luôn tuân thủ y lệnh điều trị của bác sĩ. Trong thời gian điều trị, Tổng Bí thư luôn giữ được tinh thần lạc quan, hóm hình. Có những ngày bác rất mệt nhưng vẫn tập từng bước theo hành lang, rồi đến bàn đọc sách, bác chuyển sang: "Chúng tôi tinh thần dù có khó khăn, cần nỗ lực vượt qua." Giáo sư Lê Hữu Song nói: "Đảng và nhà nước, ngành y tế đã mời các chuyên gia giỏi đến được cùng hội chuẩn điều trị. Đều những cái điều động lại trong mỗi người, đó là Tổng Bí thư luôn niềm tin tuyệt đối dành cho ngành y tế nói chung và các bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nói riêng. Khi bác sĩ chúng tôi xin phép được thực hiện thủ thuật, Tổng Bí thư luôn 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 cười nói và tuân chỉ." Giáo sư tiến sĩ Lê Hữu Song nhớ lại: "Trong trí nhớ của các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn xuất hiện với hình ảnh thật giản dị, gần gũi. Mỗi câu chuyện, từng lời nói, nụ cười của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn toát lên
lòng biết ơn và trân trọng những người thầy thuốc đã luôn ở bên cạnh mình chăm sóc sức khỏe cho mình. Với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi đảng, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức và cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ và nhà lý luận xuất sắc của Đảng. Đối với đời sống và đối với đời sống cống hiến cho lý tưởng độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cho đến ngày hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không còn nữa. Đây cũng là một sự mất mát to lớn của Đảng và Nhà nước, cũng như toàn thể bà con nhân dân trong và ngoài nước. Bao nhiêu những ngày qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ốm đau, thì các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc và cứu chữa. Cũng mong rằng bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mau lành, để là chỗ dựa cho toàn thể nhân dân cũng như cho nhà nước của chúng ta. Nhưng vì sức cùng lực kiệt, tuổi cao thì bác đã không còn nữa. Bác ra đi để lại cho tất cả chúng ta những nỗi niềm tiếc thương vô hạn. Mong tất cả các quý vị chúng ta hãy cầu nguyện, hãy niệm Phật để cho bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng, yên giấc ngàn thu. Xin cảm ơn các quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong chương trình tiếp theo.